Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại tòa Bắc Ninh. Trong video này em xin phép làm cho anh chị video giới thiệu về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Vios phiên bản SVT màu đen. Đồng thời cũng giới thiệu cho anh chị cái chương trình bán hàng của xe Vios, của các dòng xe Vios trong thời điểm tháng 9 năm 2022 này. Thì Toyota Vios thì được phân phối thị trường Việt Nam về 3 phiên bản và đều được lắp ráp ở trong nước. Lần lượt các phiên bản, thứ nhất là phiên bản số sàn, phiên bản duy nhất số sàn có giá niêm yết là 489 triệu, và phiên bản thứ hai, phiên bản trước mặt chúng ta đây là phiên bản số tự động mà tiêu chuẩn có giá niêm yết là 542 triệu, và phiên bản thứ ba, phiên bản cao cấp nhất là phiên bản G là 592 triệu. Thì trong cái thời điểm tháng 7 này thì chính sách bán hàng nó có như sau. Dòng xe số sàn Vios 1.5 MT số sàn giá niêm yết là 489 triệu. Thời điểm hiện tại thì em đang giảm cho anh chị là 15 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Cái xe tiếp theo là xe trước mắt chúng ta đây là phiên bản E CVT thì có giá niêm yết là 542 triệu. Thì hiện tại thì bên em đang giảm cho anh chị là 22 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Và dòng xe thứ ba là dòng xe phiên bản G có giá niêm yết là 592 triệu. Thì hiện tại bên em đang giảm 21 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị là số phụ kiện là 15 triệu. Thì em cũng tính cho anh chị sơ bộ cái chi phí mà để lăn bánh chiếc xe ra ngoài được. Thì với phiên bản trước mắt chúng ta đây, phiên bản E CVT thì có giá niêm yết là 542 triệu, cộng với tiền thuế 10% là 54,2, cộng với chi phí đăng ký đăng kiểm trừ đi cái giảm giá thì xe lăn bánh xe ra ngoài đường nó chỉ cần là 500, khoảng tầm 579 580 triệu quay đầu thôi. Anh chị có thể mang chiếc xe này ra ngoài đường và đã đầy đủ phụ kiện rồi. Thì để phân biệt ba dòng xe, ba loại xe thì thứ nhất ở phía đầu xe này, anh chị thấy phiên bản ECBT thì được trang bị cái mặt ca lăng giống như phiên bản số sàn là mặt ca lăng sơn nhám, còn phiên bản G, phiên bản cao cấp thì sẽ được là mặt ca lăng này là sơn bóng. Ngoài ra thì ở phần đèn thì ở phiên bản này được trang bị là đèn chiếu xa là dạng halogen phản xạ đa hướng, còn đèn chiếu gần thì sẽ dùng bi halogen. Còn ở phiên bản cao cấp nhất, phiên bản G thì đã được trang bị là đèn full led rồi. Nhưng mà ngoài ra thì bản ECVT này cũng đã trang bị được là cái đèn sương mù ở phía dưới này cũng là dạng led. Còn ngoài ra thì ở phía phần thân xe thì cả ba phiên bản từ số sàn cho đến số tự động tiêu chuẩn đến số tự động cao cấp thì đều được trang bị là răng phay xước như này và có kích thước bằng nhau. Ở phía phần tay nắm cửa thì chỉ phiên bản G, phiên bản cao cấp nhất thì được trang bị là mạ chrome thôi, còn hai phiên bản còn lại thì chỉ được trang bị là sơn cùng màu của thân xe. Ở phía phần đuôi xe thì trông qua, nhìn qua thì sẽ là giống nhau ở phía cụm đèn. Tuy nhiên là ở phiên bản này chỉ có hai cảm biến lùi, còn phiên bản cao cấp nhất phiên G thì có tổng cộng là 6 cảm biến lùi cơ, hai cảm biến phía trước và 4 cảm biến phía sau. Thì hai phiên bản là chênh nhau 50 triệu ở thời điểm hiện tại. Để em sẽ giới thiệu cho anh chị về nội thất xe nhé. Tiện ở đây thì Vios thì vẫn được nổi tiếng với dòng xe là tiết kiệm, nên là chỉ tiêu thụ gần 6 lít trên 100 cây được hỗn hợp. Đây là nội thất của dòng xe Vios bản E tự động. Thì như anh chị thấy, đây là được trang bị nội thất màu be hay còn gọi là màu kem ấy. Cái phiên bản Vios có màu khác như này thì chỉ có phiên bản G, phiên bản số sàn thôi, thì là có nội thất là màu đen. Còn hai phiên bản số tự động thì đều được trang bị là nội thất màu kem như thế này. Từ trái qua phải thì như anh chị thấy, thứ nhất là
xe đã được trang bị là cụp mở gương điện này, cả ba phiên bản nhé. Cái số sàn cũng là cụp mở gương điện rồi này, chỉnh gương điện này. Xe đã có đèn, có được đèn, trang bị đèn auto rồi. Ngoài ra thì như anh chị thấy ở màn hình, cái trang bị màn hình này, trang bị cam lùi, nó là cái tấm trang bị tiêu chuẩn trên cả ba phiên bản luôn, cả số sàn cũng có như thế này. Và đây là cụm đồng cụm điều hòa, thì ở trên phiên bản này là trang bị là cụm điều hòa cơ, còn phiên bản G cao cấp thì sẽ được trang bị là cụm điều hòa tự động. Còn ngoài ra như anh chị thấy, đây là chi tiết chắc là nhiều anh chị cũng không thích lắm, mà cũng là một trong những lý do mà anh chị nâng lên bản G, là phiên bản eCVT này thì chúng ta sẽ vẫn dùng chìa khóa cơ chứ chưa phải là smart key như là ở trên bản G. Còn ngoài ra thì phiên bản E và phiên bản G này, cái tính năng rồi cái những cái như là động cơ, khung gầm, cảm giác lái, kích thước rộng rãi thì như nhau. Còn ngoài ra một cái đặc biệt nữa là bên em đang như ở đầu video em đang giới thiệu cho anh chị về cái chính sách giảm giá và tặng phụ kiện. Còn ngoài ra thì bên nhà đại lý cũng như là Toyota Việt Nam cũng đang tặng cho anh chị trong tất cả các dòng xe của Vios mua xe ở thời điểm này được tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, thì có nghĩa là anh chị đã được tặng thêm giảm tiền mặt như em vừa báo bên trên này, rồi ngoài ra được tặng phụ kiện gói phụ kiện 15 triệu và được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Nên cái giá mà em tính cho anh chị ấy, 500 khoảng tầm 580 triệu là đã có bao gồm là thứ nhất là phụ kiện đầy đủ, và thứ hai là bảo hiểm thân vỏ 1 năm rồi, thì là anh chị mang về chỉ việc sử dụng thôi chứ không cần phải lắp thêm. Còn nếu mà nhu cầu anh chị có đặc biệt hơn một chút thì có thể lắp thêm một mặt phụ kiện sau. Thì chiếc này thì bên em đã chuẩn bị giao cho khách hàng này, thì xe đã được trang bị là dàn phim cách nhiệt phim tối, thứ hai là trải sàn da. Như anh chị thấy cái lớp, nếu anh chị chưa hiểu ấy, thì đây là cái lớp thảm chân, còn trải sàn da thì là nó sẽ ở dưới cái lớp này, nó là trải lên một cái lớp sàn này là bằng da. Thứ ba là cam hành trình, thì cam hành trình đấy đã được tặng là cam hành trình của nhà máy, và nó sẽ gọn được ngay ở phía sau gương này, nó sẽ không làm cản trở tầm nhìn người lái. Đó là những cái bộ trang bị hiện tại đang lắp trên xe này, thì đang chuẩn bị ra cho khách rồi. Và trong khuôn khổ video nhanh như này thì bên em sẽ giải thích cho anh chị và báo giá cho anh chị về cái tình hình xe như thế. Anh chị nào cần thắc mắc thêm về cái chính sách xe cũng như là về giá xe, lịch xe và các phiên bản thì anh chị có thể liên hệ giúp em một số hotline ở trên màn hình. Và em xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.